giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ thời gian, địa điểm tổ chức đám cưới đồng nhi ông Cao Thắng khiến fan đứng ngồi không yên. Sau khi lộ loạt ảnh chụp cưới ở nước ngoài, người hâm mộ đang rất nóng lòng đón đợi ngày hạnh phúc của thần tượng. Không để đợi lâu thêm nữa, đồng nhi hiện tại đã bắt đầu gửi lời mời cưới đến những người bạn thân thiết của mình. Theo một nguồn tin, hôn lễ của nữ ca sĩ và bạn trai là ông Cao Thắng sẽ diễn ra trong tháng 11 tại Phú Quốc. Trước đó ít ngày, đồng nhi và ông Cao Thắng đã tung loạt ảnh pre-wedding siêu nhí nhảnh bên nhau. Những đồ đôi trẻ trung, đồng nhi và ông Cao Thắng như quay trở lại khoảng thời gian mới hẹn hò tuổi đôi mươi, dễ thương và hồn nhiên. Để người hâm mộ thêm nóng lòng chờ đợi đến ngày công khai bộ ảnh cưới chính thức, mới đây đồng nhi và ông Cao Thắng tiếp tục tung clip hậu trường buổi chụp hình pre-wedding. Với thời lượng dài hơn 3 phút, cặp đôi làm khán giả thích thú bởi đồ ăn ý, vừa nhí nhảnh vừa trẻ trung hắc tuổi đáng nể. Yêu nhau cả một thập kỷ và chuẩn bị làm đám cưới, nhìn ông Cao Thắng và đồng nhi cười rạng rỡ, làm ai nấy cũng hạnh phúc theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.